À thưa các bác hôm nay thì uh, tiện đơn hàng khách hàng có qua trực tiếp ở cửa hàng ở bên em và có chốt lấy một cái loa súp điện bass 30 dòng cao cấp đến từ thương hiệu là uh, DB Acoustic và model sản phẩm của con này là con đây các bác sẽ thấy cái model của nó con LXS 32SA. Đây là cái bao bì đóng gói của sản phẩm và nhấn mạnh các bác đây là cái uh, model uh, dòng uh, cao cấp thì với cái sản phẩm này ngay cái nhìn đầu tiên thì các bác thấy một cái sản phẩm nhìn trông nó rất là sang trọng rất là đẹp mà rất là gọn. Thì con này cấu hình của nó là cấu hình bát 30 và bát 30 đánh mặt và nó sẽ có một cái lớp e căng bằng vải dù bảo vệ ở phần phía trước. Logo thương hiệu là DB Acoustic và cái con này thì các bác sẽ nhìn cái vỏ ngoài của nó là vân gỗ óc chó nhìn trông rất là sang trọng. Thì ở đây thì bình thường những cái loa này chúng ta sẽ đặt ở dưới mặt sàn nhưng ở đây thì em đặt lên kệ để các bác sẽ quan sát cho nó rõ. Và thứ hai nữa thì bác ấy có chốt lấy ở bên em là một đôi loa uh, MUF, hàng này là hàng chính hãng các bác nhé, hàng chính hãng nhưng mà là hàng bãi, hàng bãi. Thì bên em thì chuyên bán hàng mới thì uh, bên em thì hiếm rất là hiếm khi mà có những cái hàng bãi thì chỉ, chỉ có những cái hàng bãi mà bên em uh, tuyển chọn những cái hàng chất. Bên em thì quen một số những cái đơn vị mà anh em bạn bè chơi với nhau là người ta nhập mà hàng bãi thì bên em chỉ lọc ra những cái sản phẩm mà cực kỳ là uh, Uh, chuẩn zin đẹp thì bên em mới nhập để bán hàng bãi và đôi này là như vậy bát 25 các bác nhé full uh, bát 25 màu ép và cái đôi này thì uh, đang bán với khung giá là dưới 7 triệu đồng giá rất là hợp lý thì bác khách này bác ấy đã chốt lấy rồi uh, model của nó con này là cô le 10 các bác nhé uh, đây là một số những cái thông tin về phần tem mác ở phần phía sau đây các bạn này. Thì đối với những cái dòng mà loa full bass 25 này thì chi tiết âm thanh nó rất là hay Và cái con này thì những cái bác nào mà đang sử dụng ở cái không gian mặt sàn nhỏ đậm tồ khoảng 10m2 cho khoảng đến 30m2 Thì dối cái dòng bát 25 này thì nghe âm thanh cực kỳ hợp lý à, Thì là dòng cao cấp và cái con này thì ở phần phía sau đó là loa xúc điện và khi mà chúng ta sử dụng thì rất là đơn giản à, Và đây chúng ta sẽ thấy là cái đường nguồn vào này công tắc nguồn này và đây là cái đường tín hiệu đường tín hiệu vào của chúng ta sẽ có hai đường một là chúng ta sẽ sử dụng được đường ca lông hai nữa là các bác sẽ sử dụng là cái rắc hoa sen như này và ở đây phần phía trên này thì nó sẽ có ba cái chip áp ba cái chip áp một cái là chỉnh âm lượng Đấy, và một cái là chỉnh à, tần số cắt cốt và đặc biệt là con này thì nó hơn một số những cái dòng loa súp khác là nó thêm một chiếc áp thứ ba là chiếc áp chỉnh pha cân pha thì cân pha đây là cân cái pha loa loa này nó đồng pha với những cái loa trên hệ thống của chúng ta thì khi mà nó đồng pha với nhau thì âm thanh nó sẽ hay nhất và đây là cả một cái miếng này nó là một cái miếng nhôm tản nhiệt rất là tốt cho mạch công suất ở bên trong và đây có rất là nhiều những cái khe nhôm thì đây là một cái dòng sản phẩm mà cao cấp thành ra là khi mà các bác nhìn thì cái nhìn đầu tiên là chúng ta rất là rất là thuyết phục rồi À, thì với cái sản phẩm âm thanh vừa là thiết bị âm thanh đồng thời khi mà chúng ta à, kê kích vào phòng thì nó là một cái thiết bị mà trang trí cho cái nội thất phòng khách của chúng ta thì với cái sản phẩm này chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái kiểu dáng rất là đẹp và âm thanh rất là hay ở à, đây thì các bác các bác, các khách này thì bác cái chốt loa bát 30 loa xúc điện bát 30 và một đôi bát 25 full bát 25 màu web hàng bãi xịn luôn đấy thì bây giờ các bác sẽ mời các bác nghe thử cái hệ thống âm thanh đấy ạ ở đây thì em đang lắp với mà con đẩy e 2008 EA208 uh, e của bên DB Quantic Con này thì rơi vào tầm 800W một kênh này Và đây em sử dụng con vang 350 Pro vang cơ lai số Để các bác sẽ nghe cái phần âm thanh rất là hay luôn ạ Rất là khỏe luôn các bác thì các bác nghe một đoạn âm thanh thôi thì các bác thấy là cái con này thì chủ yếu là chúng ta vừa quan sát cái tờ giấy thì nó giật cái tờ giấy rất là mạnh thì các bác biết là cái công suất của con này là rất là khỏe và em nhắc lại con này thì nó sẽ phù hợp khi mà các bác sử dụng ở cái mặt sàn độ khoảng từ 10 mét vuông cho đến 30 mét vuông thì chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh là hay nhất đấy còn con này thì nó sẽ sử dụng ở nhiều mặt sàn không gian khác nhau và với cái đây thì em quay video bằng điện thoại thì ra là các bác chủ yếu là quan sát bằng mắt thôi chứ còn cái giải siêu trầm cái con này thì thu bằng điện thoại nó rất là khó đấy thì chủ yếu là các bác nghe cái giải trung uh, và giải chép ở cái loa full full bass 25 này nghe rất là hay thì các bác nghe lại cái phần âm thanh. Ở đây thì em sẽ quay kỹ hơn cho các bác là đôi MUF qua nhé. Nhắc lại các bác đây là cái hàng mà tuyển chọn hàng xuất sắc luôn các bác. Âm thanh rất là hay. Hàng còn zin luôn. Bát 25, full bát 25. MUF hàng chuẩn luôn các bác nhé. những cái bác nào mà đang cần cái hàng hàng rẻ tiền mà âm thanh hay thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái đôi tuyển chọn như này. Đấy hàng bãi thì bên em thì từ trước này thì rất hiếm khi bán trừ khi những cái đôi nào mà bạn bè người ta nhập về thì xuất sắc thì em mới nhập về bán các bác nhé còn các bác nếu theo dõi kênh của bên em thì cực kỳ hiếm luôn cực kỳ hiếm bán hàng bãi luôn đây là một cái đôi mà à, chọn hàng xuất sắc luôn các bác nhé mà ở thưa các bác đây thì bàn giao cho khách hàng đây một cái loa súp điện à bass 30 con này là S32SA nhé mua trong cái series LX này và đôi một đôi loa hàng bãi của MOF model của nó là con LE10 con này là hàng tuyển luôn các bác nhé thì những cái bát nào mà không gian nhỏ nhưng mà sử dụng bát 25 để âm thanh rất là hay thì cái lòng loa sút này dòng loa cao cấp cảm ơn anh nhé những cái khách hàng mà để tìm đến tại cửa hàng mà chốt đơn được thì mới là uy tín <laughs> cảm ơn anh nhé về lắp đặt có vấn đề gì thì ở đây em và các bác hãy ủng hộ và giúp đỡ bên em bằng một cách rất là đơn giản đó là trên điện thoại di động cũng như là trên máy tính bảng hoặc là trên tivi thì các bác sẽ mở cái ứng dụng youtube lên và trên cái thanh tìm kiếm của ứng dụng YouTube thì các bác sẽ tìm kiếm cái kênh của bên em bằng số điện thoại là 0988646683. Sau đó thì các bác sẽ ấn vào tìm kiếm. Thì ngay lập tức thì nó sẽ xuất hiện lên cái kênh của bên em. Thì trên đây thì các bác sẽ xem được một loạt những cái video em giới thiệu về những cái sản phẩm, những cái thiết bị mà âm thanh cũng như là chia sẻ hướng dẫn các bác về cái cách sử dụng cũng như là đấu nối những cái thiết bị mà âm thanh. Thì các bác hãy ấn vào phần đăng ký kênh để đăng ký ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em thì cái việc đăng ký kênh ở đây là hoàn toàn miễn phí, nó không mất bất kỳ một cái chi phí gì của các bác. Và để mà ủng hộ giúp đỡ kênh của bên em nhiều hơn thì các bác có thể là lấy điện thoại của người nhà hoặc là bạn bè của các bác để các bác đăng nhập vào kênh và ấn đăng ký ủng hộ kênh của bên em các bác nhé. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video và em xin chào các bác ạ.